Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2024, nhằm mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha trừ ưu thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay, phòng khám tổ chức tặng 3 nồi áp suất, 2 ấm siêu tốc cho 3 bệnh nhân mới nhập viện hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần trị giá từ 1,3 triệu đồng. Do gia đình anh Phương là bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư từ ác tính sang lành tính đã về với gia đình và tài trợ 5 phần quà cho bệnh nhân. Cũng ngay hôm nay, phòng khám cha trừ ưu thương cho không và các thầy kết hợp nhà thầu đã thi công đổ bê tông khoảng 65 mét vuông sân để xe trước cửa phòng khám, tạo điều kiện cho bệnh nhân đi lại sạch sẽ khang trang hơn. Công trình này do gia đình cô Trần Thị Chiên, nhà hảo tâm đã ủng hộ phòng khám để phục dựng lại phòng khám trong lúc khó khăn nhất. Hôm nay gia đình đã tài trợ thêm phần tráng bê tông sân trước của phòng khám. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với gia đình nhà hảo tâm cô Trần Thị Chiên và gia đình anh Phương. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, đúng theo dự báo của các thầy, sau Tết nhiều bệnh nhân từ khắp nơi các tỉnh thành trong cả nước sẽ tìm đến phòng khám cho từ yêu thương cho không và các thầy viết đơn xin hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Cũng như mọi ngày, thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha từ yêu thương cho không đã tổ chức gặp gỡ tư vấn bệnh nhân. Nhưng hôm nay đã có tới 4 gia đình bệnh nhân được thầy Thanh tư vấn và hướng dẫn giới thiệu công trình khoa học ăn cháo nano, uống thảo dược nano, phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư của nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường ở ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Trong 4 gia đình tư vấn có một bệnh nhân vì quá yếu phải nằm trên giường bệnh và được kiểm tra sức khỏe. Mỗi gia đình bệnh nhân mới đến đây là một hoàn cảnh. Kính mời quý ông bà, cô chú, anh chị lắng nghe từng hoàn cảnh để có thể chia sẻ và động viên đối với những người không may mắn mang bệnh hiểm nghèo để có tinh thần hỗ trợ điều trị ung thư, để họ vươn lên thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Xin chị cho biết họ tên với từ đâu đến đó chị. Mình tên Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1980, ở Đức Trọng, Lâm Đồng xuống. Cái tình trạng bệnh của người nhà sao? Là tháng 7 năm 2023 là bị ho một chút máu, cái mới đi xuống với bệnh viện Chợ Rẫy khám. Khám thì có bảo hiểm, đến ngày 6 tháng 7 thì phát hiện ra là bệnh ca phổi, di căn não luôn rồi. Bây giờ thấy tình trạng sức khỏe anh sao, thấy anh yếu hả? Hay... nói chung là do ổng cũng thời gian đầu là mới vừa phát hiện bệnh, nói chung là mình không có đi theo thuốc tây y. Mình có sử dụng cho ổng cái bài thuốc là củ bạc hà núi với lại lá đu đủ đực á. Thì bài thuốc nó cũng có công hiệu lắm, nhưng mà nói thật sự một điều là mình khuyên chân thành những bệnh mà đã bị ca phổi rồi thì nên ngừng uống thuốc, ngừng hút thuốc đi, dù một điếu cũng không nên hút. Bài thuốc nó rất là công hiệu. Coi là uống mà giai đoạn mà mới 18 tháng 1 vừa rồi đó, đi xuống lại bệnh viện Đại học Y Dược khám đó, là bên Đại học Y Dược chụp hình phổi thì thấy là cái phổi nó có vấn đề. Là mình nghĩ là cái bài thuốc kia nó cũng có hiệu nghiệm, mà do ông vẫn còn hút thuốc, ông lì quá, ông mới vừa bỏ được có mấy ngày nay. Trời ơi. Nên mình khuyên chân thành là một khi mà ai mà đã ca phổi thì đừng đụng vào một điếu thuốc nữa. Bệnh được hút thuốc. Bây giờ con thì một đứa 28 tháng, đứa 8 tháng ở nhà, đang gửi cái người gần nhà ở Đà Lạt ở trên đó, ở Đức Trọng, Lâm Đồng, đi lục tục lang tang từ 5 giờ sáng hôm qua mà tới gần 10 giờ đêm mới tới được tới đây. Ổng thì yếu ớt như vậy, hoàn cảnh thì nó lại khó khăn như gì vậy. Rồi về kinh tế sao? Kinh tế hiện giờ thì thật sự là đang ở nhà trọ. Rồi có một chị đó chỉ hỗ trợ cho bữa giờ. Rồi sao chị biết ở đây mà chị tới đây ạ? Thì có một người mợ ở Cần Thơ. Người mợ ở Cần Thơ mới gửi cái clip của bên điều trị của cha Tường này nào qua. Thì là tối đó thì lúc mà gửi là 10 giờ đêm rồi,
Thì sáng mình mới điện lại, thì hôm nay mình mới biết là điện cho y sĩ Nguyễn Tấn Thanh này nè. Thì mới trình bày ra, thì y sĩ Nguyễn Tấn Thanh mới nói là chị cứ xuống đi, ở bên đây thì nhận điều trị. Thì mới hỏi địa chỉ thì y sĩ cũng chỉ tận tình lắm. Y sĩ mới nói là đi xuống Trà Vinh, huyện Cầu Ngang, nói là xuống ở chỗ nhà trọ Ngọc Thơ. Thì hôm qua xuống tới đây là 9 giờ, thì hỏi thăm người ta nói giờ là trong phòng khám đóng cửa, giờ chị mướn đỡ cái nhà trọ chị nghỉ đi. Rồi ngày mai chị vô khám. Thì hồi sáng này nhờ cái cháu của cái chú cũng đang điều trị ở đây nè, chở vô giùm á. Chung là cầu xin ơn trên cho đủ duyên, đủ phước hỗ trợ cho điều trị ổng, cho ổng đỡ đi. Chứ bây giờ cái kinh tế là không thể nào trị bên Tây Y được. Tây Y rất là nhiều tiền. Bây giờ thì nó đang là ho, đi khám chụp MC thì nói là u phổi. Rồi bên Tây Y á? Tây Y thì nói là u phổi là sẽ mổ. Nhưng mà tôi không mổ. Nguyên nhân tại sao không mổ? Sợ, vì mổ một lần rồi, cách nay 4 năm, bây giờ tái phát ra lại đó thầy. Lần trước là mổ thành công. Lần trước là mổ thành công, xuất viện năm 2020. Thì nghĩ là hết rồi, bây giờ đi khám lại nó lại u trở lại. Rồi nguyên nhân tại sao cô tìm đến đây? Không, thì coi trên mạng, nói ngay là coi trên mạng thôi, rồi thấy. Thấy là đi, chứ không dám đi TI nữa, sợ quá. Rồi cái triệu chứng hiện tại cái bệnh của cô nó biểu hiện như thế nào? Ho dữ lắm. Ho dữ lắm. U đó mà ho mà đi lên chụp hình đó, chụp lên chụp MR nó mới lòi ra cái bệnh. Dạ. Vì là mình có bệnh sẵn rồi đó, cái u của tôi hồi xưa là u ác. Đấy, mổ rồi. Mà bây giờ nó lại u nữa là cái hồ sơ là kêu là mình phải mổ. Cái hoàn cảnh gia đình của cô có gì khó khăn không, cô có thể tâm sự chút không? Nói giờ thì nó ngay già rồi, đâu có làm gì nữa. Năm nay cô 70 rồi, chú cũng 70 rồi. Đâu có làm thì sống với vợ con thôi. Đứa cho ở nhà, đứa cho ít tiền mua gạo, mua cơm ăn thôi chứ đâu có làm gì nữa. Rồi các cái công đoạn xuống đây chuẩn bị nhà trọ rồi tất cả các đồ dùng này nó có chuẩn bị xong cho cô? Có rồi, có thuê rồi, chứ xuống hôm qua có thuê rồi, thuê phòng hôm qua rồi. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, để niềm tin đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời, con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà non, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.